Hoàng Gia Lai có sự trở lại của Nguyễn Phạm Hồng Duy và cả Vũ Văn Thanh nữa. Rất lâu rồi thì chúng ta mới thấy là Hoàng Gia Lai có đủ đôi cánh của họ, cụ thể là sau 4 vòng đấu tại V-League. Còn đây là đường xuất phát của đội khách Việt Hoàng Gia Lai trong trận đấu ngày hôm nay. Đây rõ ràng là một trận đấu rất hay khi mà phong độ của Viettel đang tốt, trong khi đó thì đội khách Anh Gia Lai đang rất cần một chiến thắng để có thể củng cố lại niềm tin của những pha mộ đội bóng phố núi. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu bắt đầu. Viettel là đội ra bóng trước trong trang phục màu trắng, bảo vệ cầu môn phía tay phải hướng theo dõi của quý vị và các bạn. Không có gì nguy hiểm cả. Hoàng Đức. Cơ hội cho cao thủ Viettel. Dứt điểm hơi nhẹ. Ngày hôm nay thì Phan Tuấn Tài đá chính nhưng anh đang chơi ở vị trí không thực sự quen thuộc. Tốc độ của Văn Toàn rất nguy hiểm. Một pha, đây vẫn là Jaha. Hữu Thắng rất ngon. Hoàng Đức, kiến tạo là của Hữu Thắng và bắt vô lê rất hay của Hoàng Đức, vừa nhận cầu thủ xuất sắc nhất và bàn thắng đẹp nhất tháng 9 thì Hoàng Đức tiếp tục tỏa sáng trong màu áo của câu lạc bộ Viettel trong trận đấu ngày hôm nay. Đã thi đấu thực sự rất chững chạc trong màu áo của Viettel. Chưa mùa giải nào Hoàng Đức có được số bàn thắng tốt như mùa giải hôm nay. Mùa giải năm 2020 thì Hoàng Đức cũng chỉ có được 2 bàn sau 16 trận đá chính. Huỳnh Tấn Tài là cầu thủ nâng tỷ số lên 2-0 và Oseni là cầu thủ rút ngắn tỷ số còn 1-2. Đây là Hoàng Đức, tốc độ của Hoàng Đức, vẫn là Hoàng Đức, vẫn là Hoàng Đức, căng ngang, không được. Đúng là Hoàng Đức là một cầu thủ vô cùng toàn diện. Tốc độ của cầu thủ này cũng cực kỳ ấn tượng trong bóng vừa rồi. Một tình huống dốc bóng rất hay của Hoàng Đức đã loại bỏ được Hữu Tuấn trước đó. Một nhịp quan sát khi không có và đội bóng rất hay của Hữu Thắng. Tuyệt vời, Gheo Ba Đê. Vẫn là Gheo Ba Đê. Không vào, vẫn còn. Khắc Ngọc, dứt điểm, bóng đi vọt sang ngang. Ta xem lại pha dứt điểm của Gheo Ba Đê ở góc hẹp, tình huống mà Tuấn Linh cũng đã khép góc tốt. Sau đó là pha băng vào đá bồi của Văn Hào. Tiếp đó là Gheo Ba Đê. Bóng chạm mép sang ngang của Tuấn Linh. Và đá phạt chất lượng đến từ cầu thủ người Brazil Gheo Ba Đê. Ta cùng xem lại pha bóng này. Bóng chạm mép trên sang ngang. Lực đi rất căng. Tuấn Linh cũng tương đối bất ngờ với pha đá phạt vừa rồi của Gheo Ba Đê. Mãn Thành. Khá nguy hiểm. Ronaldo. Pha xử lý. Gôi. Vừa rồi được coi là gôi nguy hiểm nhất của Gia Lai kể từ đầu trận đấu với tình huống đá bồi của Văn Toàn. Ta cùng xem lại tình huống phạt góc của cao thủ Anh Gia Lai. Tình huống đánh đầu đầu tiên là của Minh Vương. Văn Toàn dứt điểm ở cự ly rất gần với khung thành của Nguyên Mạnh. Và tiếp bóng Công Phượng sút xa không thành công, bóng vọt sang ngang. Văn Thành rất thoáng bên phía cánh phải. Tuấn Tài đang đứng rất trống trải ở khu vực tuyến hai và đá phạt ngay, bóng vọt sang ngang, đưa ra một quyết định tương đối táo bạo, một pha dứt điểm ngay, không phải là một tình huống treo bóng dành cho các đồng đội. Rất hay Tuấn Anh. Minh Vương. Gôi. Không vào. Vẫn không vào. Người vừa có gôi đó là Nguyễn Văn Toàn.
Lúc này thì cả hai cơ hội nguy hiểm nhất của anh Gia Lai đều thuộc về số 9 Văn Toàn. Trong hiệp 1 thì sau tình huống đánh đầu tiên của Minh Vương, Văn Toàn đá bồi nhưng không trúng bóng. Pha bóng vừa rồi là một pha bóng mà Văn Toàn đã xử lý tương đối tốt và cũng từ đôi chân của Minh Vương. Khống chế nhịp đầu tiên rất hay rồi. Nhưng rõ ràng là Nguyên Mạnh đã băng ra cực kỳ kịp thời pha bóng này, không có lỗi việt vị của Văn Toàn. Tình huống 2 thì Bùi Tiến... Đúng là Hoàng Đức là một cầu thủ rất đa năng nơi tuyến tiền vệ của Viettel. Không có lỗi việt vị, không vào. Xem lại pha bóng này. Cầu thủ đứng thấp nhất đó là Mauricio. Rất bình tĩnh. Có thể dứt điểm. Rất đẹp. Một siêu bẩm của Dương Văn Hào. Quá đẹp. 2-0 cho các cầu thủ Viettel. Không có một chút cơ hội nào cho Tuấn Linh trong pha bóng vừa rồi cả. Pha nã đại bác của tiền đạo Dương Văn Hào. Một bàn thắng quá hoàn hảo. Người kiến tạo đó là Giovanni. Ta cùng xem lại bàn thắng này. Chạm bóng, chỉnh bóng và dứt điểm quá đẹp mắt. Bóng đi quá căng vào góc cao của thủ thành bên phía Hoàng Anh Gia Lai. Đây có lẽ là một bàn trong những bàn thắng đẹp nhất của vòng đấu này. Giovanni không vào. Tuấn Linh đã đứng nhìn cho bóng vừa rồi và tưởng chừng như đã là 3-0 cho Viettel. Bóng đi sát cột dọc. Khả năng đá phạt của Giovanni là rất tốt. Thiếu chính xác một chút thôi, Tuấn Linh đã đứng nhìn rồi. Sẽ gặp một đối thủ được coi là dễ chịu, đó là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Dứt điểm. Vẫn còn Thanh Nhân. Và dứt điểm cuối cùng của Thanh Nhân. Mình muốn đứng vị trí rất ấn tượng của Thanh Bình. Là ở hàng phòng thủ thì Thanh Bình đã chơi cực hay. Cơi và đưa bóng về rất bất cẩn của Hữu Thắng. Tốc độ của Hoàng Minh, Nguyễn Đức Hoàng Minh. Tốc độ rất hay của Nguyễn Đức Hoàng Minh, không kịp rồi. Pha đẩy bóng cuối cùng của Hoàng Minh là hơi dài. Một nhịp quan sát và truyền ngang sang cho đồng đội thì chắc chắn tỷ số sẽ là 3-0. Những pha xử lý trước đó của Nguyễn Đức Hoàng Minh là rất hay, anh vượt qua cầu thủ cuối cùng bên phía Gia Lai là Đức Việt. Nhưng tình huống đẩy bóng sau đó là quá dài. Không có lỗi việt vị của Văn Toàn. Không vào. Một ngày thi đấu rất vô duyên của Nguyễn Văn Toàn. Nhưng Nguyên Mạnh thì lại quá xuất sắc. Pha chuyền bóng rất hay của Bảo Toàn dành cho Văn Toàn. Chưa đủ hiểm hóc. Quá nhiều thời gian cho không gian dành cho Văn Toàn để có thể có bàn thắng này. Mở pha bóng này. Brandao, bóng vào xa ngang. Lên bóng cho cao thủ Anh Gia Lai trên Bảo Toàn. Tốc độ của Bảo Toàn rất hay. Không được. Bóng hơi vặn sườn Bruno. Đúng rồi, tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Vũ Nguyên Vũ đã vang lên. Tỷ số chung cuộc là 2-0 nghiêng về các cầu thủ Viettel. Hai cầu thủ ghi bàn đó là Hoàng Đức và Dương Văn Hào đều là những bàn thắng rất đẹp. Một chiến thắng rất xứng đáng của đội chủ nhà Viettel. Và với kết quả này thì Viettel tạm thời vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 33 điểm có được. Trong khi đó thì Hoàng Gia Lai đã tiếp tục để thua. Trận thua thứ 3 liên tiếp của đội bóng phố núi.